Amir Hammer, tài tử Call Me By Your Name, bị tố cáo bạo hành và dọa bé Sương ăn thịt bạn gái cũ. Nam tài tử Amir Hammer trong bộ phim đình đám Call Me By Your Name vừa bị điều tra vì liên tiếp bị nhiều cáo buộc về bê bối tình dục với bạn gái cũ. 3 tháng trước, bạn gái cũ của Amir Hammer đã gây chấn động khi tiết lộ nam diễn viên từng đe dọa sẽ bẻ gãy xương xương cô rồi nướng thịt ăn. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì những cáo buộc mới lại tiếp tục nổ ra nhắm đến đời tư ồn ào của Amir. Lần này, cảnh sát đã vào cuộc điều tra bê bối tình dục gây sốc của tài tử Call Me By Your Name. Luật sư Gloria Andres đã giới thiệu thân chủ 24 tuổi của anh là Effia Angelova, người tố cáo Amir đã hiếp dâm cô trong 4 giờ đồng hồ. Effia cho biết cô có mối quan hệ với Hammer từ năm 2016 đến năm 2020. Cả hai quen nhau trên Facebook khi cô mới 20 tuổi và yêu anh ta ngay lập tức. Bên nhau càng lâu, cô cho biết anh ngày càng trở nên bạo lực hơn. Theo lời kể của nạn nhân, Amir thường xuyên kiểm tra sự chung thủy của cô và thường vượt quá giới hạn. Đồng thời, nam tài tử có hành vi bạo lực đối với Effia, điển hình là việc lấy gậy đánh vào chân bạn gái. Anh ta lạm dụng tôi về tinh thần, tình cảm và tình dục, cô gái nghẹn ngào kể lại. Effia kể rằng Hammer cưỡng hiếp cô trong hơn 4 giờ đồng hồ tại Los Angeles vào ngày 24 tháng 4 năm 2017. Anh ta đã thực hiện hành vi bạo lực mà cô không đồng ý, thậm chí đập đầu cô vào tường đến thâm tím. Cô đã cố gắng trốn nhưng không thể, và sốc khi cho biết Amir Hammer rời đi mà không quan tâm đến sức khỏe của mình khi đó. Vụ cưỡng hiếp và những hành vi bạo hành khiến Effia bị trầm cảm, sống trong sợ hãi và nghĩ đến cái chết. Trong một tuyên bố khác, luật sư của Amir cho rằng lời kể của Effia là thái quá và khẳng định các hành động trong quá khứ đều được hai bên đồng thuận, bàn bạc trước khi thực hiện. Luật sư của Amir chia sẻ thân chủ không bao giờ muốn phơi bày ham muốn tình dục kỳ lạ của Effia. Sở cảnh sát thành phố Los Angeles thông tin họ đang vào cuộc điều tra vụ tấn công tình dục này với nghi phạm chính là Amir Hammer. Trước phát ngôn trái ngược nhau của hai bên, công chúng đang vô cùng quan tâm đến những diễn biến tiếp theo của vụ việc. Tuy nhiên, dư luận đang nghiêng về phía Effia Angelova vì trước đó một bạn gái cũ khác cũng đã cáo buộc tài tử Call Me By Your Name tội đe dọa ăn thịt và bạo hành tình dục. Tháng trước, Konei Vukovic và Paige Longenji, hai bạn gái cũ của Amir Hammer, cũng lên tiếng tố cáo nam diễn viên bạo dâm có hành vi tình dục kỳ quái, bạo lực và khiến họ bị tổn thương tâm lý. Amir và doanh nhân Elizabeth Chambers đã ly hôn sau 10 năm chung sống vào năm ngoái. Trước đó, nam tài tử tóc vàng đã bị công ty quản lý đá ra đường vì liên tiếp nhận tố cáo bạo hành và tấn công tình dục, ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh công ty. Theo USA Today, ngày 5 tháng 2, công ty quản lý nghệ sĩ William Morris Adevoir hủy hợp đồng với Hammer sau hàng loạt cáo buộc từ các tình cũ của nam diễn viên. Gần đây, Hammer cũng rút lui khỏi hai dự án phim Shaker Wedding của Jennifer Lopez và Series The Offer của hãng Paramount Pictures. Các bê bối đời tư của Hammer bắt đầu từ đầu tháng 1. Anh lập một tài khoản Instagram bí mật và đăng ảnh vui đùa với gái mại dâm trong chuyến công tác tại đảo Cayman để khoe với bạn bè. Diễn viên bị người dân hòn đảo chỉ trích khi chú thích bức hình cô gái mặc nội y trên giường là Miss Cayman, khiến nhiều người nghĩ anh đang nhắc đến hoa hậu của hòn đảo. Sau đó, Hammer xác nhận là người sở hữu tài khoản Instagram và xin lỗi qua tờ Cayman Compass. Tôi rất tiếc khi câu đùa ngu ngốc của mình đã gây hiểu lầm. Tôi chân thành xin lỗi hoa hậu Cayman, người tôi không quen, cùng tổ chức hoa hậu bị ảnh hưởng bởi bức ảnh. Tôi không có ý ám chỉ cô gái đó là hoa hậu Cayman. Ngày 14 tháng 1, trong bài phỏng vấn với tờ Basis, người mẫu Connie Vukovic, bạn gái cũ của Hammer, tố cáo diễn viên không khống chế và bạo hành cô. Anh ta làm bạn say đắm với vẻ ngoài quyến rũ, sau đó anh ta huấn luyện bạn với những điều đen tối, nặng nề và khiến bạn cảm thấy như bị bào mòn. Tôi dùng từ bào mòn ở đây để chỉ các mặt về tinh thần, thân thể, cảm xúc và cả tài chính. Vukovic hẹn hò Hammer từ tháng 6 tới tháng 10 năm 2020. Cô cho biết bạn trai cũ có những thú vui tình dục kỳ quái và thường tự nhận là kẻ ăn thịt người. Hammer thường dọa cắn, xẻ thịt cô. Năm 2013, trên tạp chí Playboy, diễn viên từng thừa nhận mắc chứng bạo dâm nhưng đã thay đổi sau khi lấy vợ. Sau khi chia tay Hammer, Vukovic cho biết phải nằm viện 30 ngày để điều trị sức khỏe tinh thần. Cuối tháng 1, Paige Lorenzi, một bạn gái cũ khác của Hammer, tiết lộ với Basic từng bị diễn viên bạo hành trong 4 tháng hẹn hò. Anh ta dùng dao cắt đồ lót và đặt chúng lên người tôi. Một lần, Hammer lấy dao khắc một chữ cái lên cơ thể tôi. Rosenzi cũng nghi ngờ diễn viên chụp trộm cảnh hai người ân ái và khoe với bạn bè. Tuy nhiên, cô cho biết không có bằng chứng. Rosenzi phải đi điều trị tâm lý sau khi chia tay. Amir Hammer, sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến với các phim như The Social Network 2010, The Long Ranger 2013 hay Call Me By Your Name 2017. Tài tử hiện đang tham gia dự án Frammy ngoài truyện của Call Me By Your Name, dự kiến bấm máy vào mùa hè. Tháng 7 năm 2020, anh ly dị biên tập viên truyền hình Elizabeth Chambers sau 10 năm cưới và có hai con chung.